Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị. Video này là tiếp tục nói về điện thoại chứ không nói gì về kênh điện tử anh chị ha. Nếu mà anh chị đang cần mua điện thoại iPhone 12 Pro Max 512GB thì có nhiều sự lựa chọn lắm, mà chỉ video này nói về mình đi mua ở Thế Di Động thì nó như thế nào, có hoài gì không, giá nhiêu thì giá nhiêu hả anh chị? Giá chắc anh chị lên mạng tra giùm em ở Thế Di Động. Nhưng mà mua online thì rẻ hơn được 2 triệu. Và vui vẻ nữa là mình được có quà. Lần đầu tiên đi mua hàng Apple ha, mà được cái quà này. Có nghĩa là mình không biết, thật sự đến trước lúc mình đi mua mình không biết mình có quà này đâu ha. Nếu mà so sánh cái giá này, trừ cho anh này, thì cái hàng sách tay có khi còn không lại nữa. Mà vô tình mình được món quà này, xem như mình được hời đi ha. Cho dù mua ở đây, hàng Việt Nam, mua Thế Di Động, giá nó mắc hơn hàng sách tay nhưng mà nó gần nhà, mua Thế Di Động gần nhà, cộng thêm cái này được tặng nữa, cho nên đâm ra có lợi hơn là mua hàng sách tay rất là nhiều. Cái tai nghe này, tai nghe Beats Black, thì cái tai nghe vòng cổ để chạy tập thể dục á. Thú vị ha. Bây giờ mình khui cái quà này trước đi, coi cái quà này nó như thế nào. Mình hồi nãy lúc ở Thế Di Động là mình đã lấy ra mình nghe rồi, nó cũng thú vị, nhưng mà lấy ra cách nào đây anh em? Đây, ok, mình quay điện thoại bằng cái iPhone của mình và cái chỉ còn có một tay thôi, tay khó khăn cho mình đây. Bây giờ thật sự các bạn có muốn biết là món quà này như thế nào không? Tại sao cái con tai nghe này tới 2 triệu, gần 2 triệu? Mình thấy hàng của Apple không bao giờ là nó rẻ, nhưng mà có một điều là chất lượng nó đáng để mình tin cậy. Cái anh Beats này là chính là cái anh mà Apple mua lại chứ không phải là gốc gác của ảnh. Đây là cái dây sạc, hướng dẫn sử dụng. Đây là cái món quà của mình, con tai nghe Beats vòng cổ 2 triệu, mà cái phần đóng gói của nó nhìn mắc cười quá, nó không có giống được như là cái điện thoại, nó không có xịn sò cái phần đóng gói á. Đây, nó vậy đó, nó đơn giản vậy đó, nó chỉ là cái tai nghe vòng cổ thôi, mà mình tin rằng thôi, mình cứ tin rằng là hàng của Apple thì cái gì cũng ngon đi, tin vậy đi, ít ra nó vừa quà mà. Rồi thì cái nhân vật chính của mình ở đây ha, khui siêu luôn cho anh chị coi. Thời điểm này thì khui siêu ra nó được cái gì ha? Đây nó có một cái mặt giấy mình trước, mình lột nó ra, giờ là ra được cái điện thoại nhân vật chính của mình đây. Đó, như vậy là chu quy lại là cái thời điểm là tháng 3 năm 2020, nếu như mà mình đi mua iPhone Pro Max 512GB, 12 Pro Max 512GB thì mình đến Thế Di Động thì mình mua được cái gì? Thứ nhất là mình mua online thì giảm 2 triệu, rồi mình được thêm món quà. Hỏi cái món quà này nó tồn tại được bao lâu thì mấy anh chị nhân viên bên đó là trả lời rằng là cái dòng series 12 á thì lúc nào cũng được quà này. Còn cái thời gian kết thúc thì mình không biết, chắc là hết quà là hết tặng rồi. Còn ở đây thì cũng khóa hẳn luôn mấy cái uplink, mua cũng được giảm 50% chẳng hạn, cũng thú vị. Rồi vậy là xong video clip này anh chị ha. Nếu như mà anh chị đến Thế Di Động mà mua điện thoại iPhone 12 Pro Max 512GB thì mình được giảm, mua online thì giảm 2 triệu, cầm thêm món quà, rồi gặp những anh chị xinh tươi trong đó tư vấn cho mình. Còn nếu mà anh chị mua cân điện tử hãy liên lạc nhanh đến cân điện tử Gia Phát anh chị nhé, vì ở đó có rất nhiều dòng cân điện tử, không bán điện thoại thôi nhưng chỉ bán cân điện tử. Rồi cảm ơn anh chị nhiều ha, bye bye anh chị.